Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên Fleck tác phẩm tiêu biểu mới, Dương Mịch 404 Not Found. Dương Mịch đến giờ vẫn sống trong quá khứ với loạt bộ phim bạo hơn 10 năm trước. Còn đối thủ không đội trời chung nay đã có trong tay giải thưởng Bách Hoa. Địch Lệ nhiệt ba như người chị của mình không có lấy một tác phẩm bạo để khoe. Dương Tử nối dài loạt tác phẩm tiêu biểu với Trường Tương Tư. Trong khi ai nấy đều có tác phẩm mới để update CV thì Dương Mịch, Địch Lệ nhiệt ba vẫn dậm chân tại chỗ. Dương Mịch thì đang không theo kịp các tiểu hoa 85, còn nhiệt ba cũng dần đuối sức trước sự tiến bộ của Dương Tử. Gần nhất, khi Đường Yên cập nhật lại dòng tác phẩm tiêu biểu trên Weibo cá nhân đã khiến cư dân mạng được fan bàn tán. Cụ thể, Đường Yên trước đó đã để loạt bộ phim như Tiên Kiếm 3, Bên Nhau Trọn Đời, những bộ phim từng làm nên tên tuổi của cô thời điểm 10 năm trước là trên dòng tác phẩm tiêu biểu. Tuy nhiên mới đây, nữ diễn viên đã cập nhật lại dòng này với những bộ phim gây bão gần đây bao gồm Phồn Hoa được để lên đầu. Phải nhớ rằng Phồn Hoa hiện đang là một trong những bộ phim giúp Đường Yên cải thiện ánh nhìn của khán giả. Từ một tiểu hoa có diễn xuất bất ổn, nay Đường Yên được cho là có khả năng chuyển hình mạnh nhất nhì dàn tiểu hoa 85 nhờ màn thể hiện của cô ở Phồn Hoa. Bộ phim cũng mang lại một số đề cử giải thưởng có giá trị cho Đường Yên. Không riêng gì Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã cập nhật lại phần tác phẩm tiêu biểu của mình. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh để những bộ phim từng gây bão như Hoa Thiên Cốt, Sam Sam Đến Rồi, Lục Trinh Truyền Kỳ. Sau khi có thêm loạt bộ phim mới gây ấn tượng với khán giả, giờ dòng tác phẩm tiêu biểu của Triệu Lệ Dĩnh đã được cập nhật với những gió thổi bán hạng. Minh Lan Chuyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Giữ Phượng Hành rồi mới tới loạt bộ phim đại bạo năm xưa. Có thể thấy rõ, cả Đường Yên và Triệu Lệ Dĩnh đều đã có những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Cả hai không phải dựa vào những bộ phim gây bão năm xưa để duy trì độ nổi tiếng, mà thay vào đó là những tác phẩm mới thành công hơn. Đối với nhiều người, có thể đây chỉ như một bước cập nhật CV, song không phải ai cũng cập nhật CV được như Đường Yên và Triệu Lệ Dĩnh, ví như Dương Mịch chẳng hạn. Ngó qua Weibo của Dương Mịch, cô vẫn để dòng tác phẩm tiêu biểu của mình với bộ cung dẫn đầu, tiếp đó có Tiên Kiếm 3, Tôi Là Nhân Chứng. Đây đều là những bộ phim đại bạo của Dương Mịch từ hơn 10 năm trước, còn thời điểm hiện tại, muốn kiếm một bộ đại bạo để cô cập nhật tác phẩm tiêu biểu e là hơi khó. Trong suốt thời gian vừa qua, Dương Mịch có khá nhiều tác phẩm mới lên sóng nhưng không thành công. Thất bại của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Cáp Nhĩ Tân 1944 đã khiến khán giả vô cùng thất vọng. Có lẽ vì không có phim bạo, nên Dương Mịch đành sống trong quá khứ với những bộ phim từng làm nên tên tuổi. Và trong lúc này thì Triệu Lệ Dĩnh, đối thủ không đội trời chung của cô đã có được giải nữ phụ Bách Hoa, một bước tiến khá lớn. Không riêng gì Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là cái tên đáng lo khi cô chẳng có nổi một tác phẩm tiêu biểu. Phim do Nhiệt Ba đóng chính thì không bạo, mà bạo thì lại là đóng phụ. Bộ phim mang đến giải kim ưng cho Nhiệt Ba là Lý Huệ Chân Xinh Đẹp thì bị trào phúng quá nhiều, có lẽ cả đời này cô cũng không dám nhắc tới. Vậy nên sau tất cả, Nhiệt Ba chẳng có được bộ phim nào thực sự tiêu biểu. Ngược với Nhiệt Ba, Dương Tử lại có quá nhiều bộ phim tiêu biểu có thể kể đến và danh sách đó vẫn đang nối dài, với năm nay là Trường Tương Tư. Dương Tử thừa tác phẩm tiêu biểu nhưng chỉ thiếu một giải thưởng chính thức. Năm nay, nữ diễn viên được cho là có cơ hội rất lớn khi đã lọt vào danh sách đề cử kim ưng với 4 bộ phim. Ai cũng hy vọng Dương Tử sẽ có được giải thưởng nhờ vào những tác phẩm này.